Tết là khoảng thời gian để nhà nhà người người trở về sum vầy sau một năm lao động học tập. Tuy nhiên, cũng có những người công nhân vì đặc thù công việc nên vẫn phải làm việc xuyên Tết. Với phương châm không để người lao động nào không có Tết, các đơn vị doanh nghiệp nhà hảo tâm tại Lào Cai đã dành nhiều sự quan tâm đến công nhân lao động, nhất là công nhân lao động đồng bào dân tộc thiểu số. Tại nhà máy DAP số 2 Lào Cai những ngày giáp Tết, không khí làm việc vẫn rất khẩn trương và liên tục. Để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm không bị gián đoạn, anh Hoàng Tú Anh cùng một ekip công nhân sẽ cùng nhau thực hiện công việc trong những ngày Tết Nguyên đán. Không được đón Tết bên gia đình, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy ấm áp vì luôn nhận được sự quan tâm động viên sâu sắc từ phía lãnh đạo công ty. Tết Nguyên đán này thì cũng được ban lãnh đạo công ty quan tâm về ngày lương, rồi các bữa ăn ca trong những ngày Tết Nguyên đán cũng được đảm bảo cho anh em thì chúng tôi cũng rất là vui. Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng cống hiến hết mình vì công ty để cho đảm bảo nhà máy được sản xuất ổn định. Cùng với đó, nhiều chương trình đón Tết sớm cho công nhân, người lao động cũng được các công ty doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức. Thông qua các phần thi múa hát, thi gói bánh chưng và các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy đã mang đến không khí tràn ngập niềm vui và hạnh phúc cho những người công nhân lao động. Rất là vui và phấn khởi, mọi áp lực trong công việc cả năm qua coi như tan biến và bây giờ là tràn ngập những niềm vui và hạnh phúc. Chúng tôi tổ chức rất nhiều chương trình, sự kiện để tổ chức tất niên cho công nhân cũng là để cảm ơn công nhân có một năm lao động vất vả và cùng công ty phát triển. Thông qua sự kiện này thì sẽ có nhiều cái sự đoàn kết và cùng nhau giúp đỡ, hỗ trợ, tương trợ để phát triển. Phần lớn lao động tại các công ty doanh nghiệp tại Lào Cai là người dân tộc thiểu số, sinh sống tại vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh rất khó khăn. Bởi vậy, các hoạt động thăm hỏi, dành tặng hàng nghìn phần quà cũng góp phần sẻ chia yêu thương, giúp ngày Tết của người lao động thêm đủ đầy. Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến các cái đối tượng đoàn viên và người lao động người dân tộc thiểu số, và qua hoạt động này thì cũng đã có những cái động viên khích lệ để họ có một khí thế mới, xung lực mới và thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ, thực hiện tốt và bảo vệ chăm lo quyền lợi của họ hơn. Dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự đồng hành sẻ chia của toàn xã hội, Tết của người công nhân lao động nói chung, công nhân lao động là người dân tộc thiểu số vẫn đong đầy sự ấm áp sẻ chia.